Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, Chủ nhật ngày 10 tháng 9. Thưa quý vị, tối hôm qua tại nhà hát đó, thành phố Nha Trang, Hội Điện ảnh Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Công ty Cổ phần Vega City thuộc tập đoàn KDI Holdings tổ chức lễ trao giải thưởng Cánh Diều năm 2023 với chủ đề Ngân Hà Rực Rỡ. Về phía lãnh đạo Trung ương có các ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phan Xuân Thủy, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Về phía tỉnh Khánh Hòa, tham dự có ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Hà Quốc Trị, Phó Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Phạm Thị Xuân Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các vị trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Ngoài ra, sự kiện còn quy tụ hơn 500 nghệ sĩ, diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim trong cả nước về tham dự. Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đánh giá, giải Cánh Diều 2023 là một trong những sự kiện văn hóa nổi bật trong năm được tổ chức tại Khánh Hòa, là ngày hội của các nghệ sĩ, diễn viên, nhà làm phim và những người yêu thích bộ môn nghệ thuật thứ bảy, là cơ hội quảng bá hình ảnh về văn hóa con người, tiềm năng du lịch địa phương và thương hiệu của các đơn vị doanh nghiệp tham gia đồng hành. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bày tỏ mong muốn các nghệ sĩ, diễn viên, nhà làm phim tiếp tục đóng góp cho ngành công nghiệp văn hóa cũng như quảng bá hình ảnh về vùng đất con người Khánh Hòa nói riêng và Việt Nam nói chung đến nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế. Tại buổi lễ, Hội Điện ảnh Việt Nam đã công bố và trao giải Cánh Diều vàng cho các hạng mục gồm phim điện ảnh, phim truyền hình, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình, phim ngắn và công trình nghiên cứu lý luận phê bình điện ảnh. Trong đó, Cánh Diều vàng ở hạng mục phim truyện truyền hình được trao cho bộ phim Mẹ Rơm, Cánh Diều vàng ở hạng mục phim truyện điện ảnh được trao cho phim Tro tàn rực rỡ. Ban tổ chức đã công bố và trao các giải cá nhân dành cho đạo diễn xuất sắc, quay phim xuất sắc, họa sĩ chính xuất sắc, biên kịch xuất sắc, âm nhạc xuất sắc, thiết kế mỹ thuật xuất sắc, âm thanh xuất sắc, nam nữ diễn viên chính xuất sắc, nam nữ diễn viên phụ xuất sắc, diễn viên trẻ triển vọng. Nhân dịp này, Hội Điện ảnh Việt Nam tôn vinh khen thưởng 11 cá nhân tiêu biểu đã đóng góp cho giải Cánh Diều vàng. Từ những ngày đầu, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tặng hoa và bằng khen cho các tập thể đã có thành tích trong tổ chức giải thưởng Cánh Diều năm 2023. Trước đó, chiều cùng ngày, tại khu vực quảng trường của nhà hát đó, các đại biểu cùng đông đảo nghệ sĩ đã tham gia sự kiện thảm đỏ, giao lưu cùng khán giả người hâm mộ, thực hiện nghi thức khánh thành bức tường danh vọng. Công trình được trao kỷ lục Guinness Việt Nam cho công trình đầu tiên vinh danh các tác giả, nghệ sĩ, người làm phim xuất sắc của nền điện ảnh Việt Nam được vinh dự nhận giải thưởng Cánh Diều và những cống hiến cho nền điện ảnh nước nhà. Sáng nay, Trường Đại học Nha Trang tổ chức lễ khai giảng năm học 2023-2024, đón tân sinh viên khóa 65, đồng thời công bố quyết định nhà trường đạt chuẩn kiểm định lần thứ 3. Ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự. Năm học 2023-2024, Trường Đại học Nha Trang đón 3.600 tân sinh viên theo học ở 36 ngành đào tạo, gần 60 chuyên ngành. Lãnh đạo nhà trường bày tỏ tin tưởng các tân sinh viên khóa 65 sẽ nhanh chóng hòa nhập với môi trường học tập mới, không ngừng nỗ lực, học hỏi, tích lũy kiến thức và kỹ năng, đề cao tính kỷ luật, trau dồi đạo đức để trở thành những công dân có ích, làm nền tảng cho sự phát triển bản thân trong tương lai. Dịp này, nhà trường đã trao học bổng cho 4 tân sinh viên có kết quả tuyển sinh đầu vào cao năm 2023, mỗi suất 5 triệu đồng và trao học bổng khuyến học cho các sinh viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023. Trong không khí phấn khởi của ngày khai giảng, Trường Đại học Nha Trang đã công bố quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Nha Trang. Đây là lần thứ 3 nhà trường được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục. Mục tiêu giải ngân ít nhất 676.000 tỷ đồng, tức 95% kế hoạch vốn đầu tư công, có thể đạt được trong năm nay. Thông tin này được Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương nêu tại buổi họp báo Chính phủ vào chiều ngày 9 tháng 9. Tính chung 8 tháng, giải ngân vốn đầu tư công mới đạt hơn 42% kế hoạch. Mức này cũng mới bằng một nửa yêu cầu Thủ tướng là phải giải ngân ít nhất 95% kế hoạch vốn, tức hơn 676.000 tỷ đồng năm nay. So với năm ngoái, tiến độ giải ngân có cải thiện hơn. Dù chỉ còn 3 tháng nữa là hết năm, nhưng mục tiêu giải ngân hoàn toàn có thể đạt kế hoạch. Theo tính toán, giai đoạn 2021-2025, giải ngân vốn đầu tư công cứ tăng 1% so với năm trước. GDP năm sau đó có thể tăng thêm 0,058%. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm nay, do là động lực quan trọng giúp phục hồi thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội.
Liên tục trong 4 tháng gần đây, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng sau cao hơn tháng trước. Đây là cơ sở để kỳ vọng xuất khẩu những tháng cuối năm. Thông tin này được người phát ngôn của Bộ Công Thương đưa ra tại phiên họp báo chính phủ thường kỳ vào chiều ngày 9 tháng 9. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 8 năm 2023 ước đạt 32,37 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,7% so với tháng trước. Nhìn tổng thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 8 năm nay giảm 7,6% so với cùng kỳ năm trước, nhưng nếu so với các tháng như tháng 5 tăng 4,3%, tháng 6 tăng 4,5%, tháng 7 tăng 0,8%, thì mức tăng của tháng 8 là rất khả quan. Năm 2023, ngành công thương đặt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 6% so với năm 2022, tức kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 393 đến 394 tỷ đô la Mỹ, cán cân thương mại hàng hóa tiếp tục xuất khẩu siêu. Điểm sáng trong xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 8 là tăng trưởng xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước tăng 8,7%, cao hơn khu vực FDI tăng 7,3% và cao hơn so với mức tăng xuất khẩu chung cả nước 7,7%. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tăng giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích bằng cách đưa các giống cây trồng, vật nuôi mới vào sản xuất, có ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới. Năm 2021, Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa đã xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất dưa lưới đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Qua thực tế, triển khai cho thấy cây dưa lưới sinh trưởng và phát triển tốt, phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh, hiệu quả kinh tế cao hơn so với các loại rau màu khác. Nhằm ứng dụng và hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng dưa lưới công nghệ cao đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa đã triển khai trồng thực nghiệm tại 5 giống dưa gồm Tolof 999, Taki, Thông Kham 999, Nest Orange MLD10, AB Sweet Gold. Kết quả, Trung tâm đã lựa chọn được 2 trên 5 giống phù hợp với điều kiện khí hậu của tỉnh cho năng suất cao để triển khai nhân rộng gồm giống Tolof 999 và Thông Kham 999. Sau khoảng 3 tháng gieo trồng, dưa lưới đã bắt đầu cho thu hoạch, mỗi cây một quả. Sản lượng thu hoạch được từ 3,4 đến trên 3,6 tấn trên 1.000 m2, lợi nhuận trên 17 triệu đồng trên 1.000 m2. Mô hình được trồng hoàn toàn trong nhà màng chống côn trùng, hệ thống tưới nhỏ giọt, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về độ thoáng, ánh sáng và độ ẩm. Trong quá trình triển khai thì chúng tôi triển khai một vụ đầu thì đánh giá được là nó trong năm giống này thì cái giống Thon Khẽm 999 và giống Tulip 999 là thích nghi nhất cho cái điều kiện khí hậu của tỉnh Khánh Hòa. Dưa lưới đây thì mình trồng theo cái công nghệ tưới nhỏ giọt của Israel và các hệ cái phân thuốc thì mình có thiết kế theo một cái chương trình cho nó, cho cái cho mỗi cái tùy thuộc vào cái từng loại dưa lưới đặc thù, và dưa hoàng kim chẳng hạn hoặc dưa lưới chẳng hạn thì nó sẽ có mỗi loại cái quy trình phân bón khác nhau. Bên cạnh việc chọn giống, Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa đã nghiên cứu và chọn ra được giá thể phù hợp để trồng dưa lưới trong nhà màng. Theo đó, công thức giá thể thích hợp nhất được lựa chọn là 20% phân trùng quế và 40% đất phù sa cộng 40% than bùn, trấu khung là giá thể đưa vào quy trình sản xuất. Sau 24 tháng triển khai, vừa qua, đề tài ứng dụng công nghệ cao trong trồng dưa lưới đạt chuẩn Việt Gáp của Trung tâm Khuyến nông tỉnh được Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đánh giá cao. Hiện tại, quy trình trồng và chăm sóc dưa lưới trong nhà màng theo hướng ứng dụng công nghệ cao trên đã và đang được Trung tâm Khuyến nông tỉnh chuyển giao kỹ thuật cho người dân. Dưa lưới được trồng theo kỹ thuật của trung tâm cho trái to, mẫu mã đẹp, chất lượng quả ngon và đặc biệt là tạo ra sản phẩm sạch, an toàn, chất lượng, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Việc áp dụng nhà màng trong sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao nhằm tăng năng suất cây trồng trên một đơn vị diện tích, giảm ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và sâu bệnh hại đối với cây trồng, đồng thời tiết kiệm công lao động và chủ động trong các biện pháp canh tác phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cây trồng. Hiệu quả là rất khả quan, phù hợp với điều kiện của khí hậu địa phương là nắng, cho nên là dưa phát triển rất tốt. Và một năm thì mình làm được 4 vụ. Và mỗi vụ thì mình trừ chi phí mình lãi khoảng 50%. Khi mà mở rộng cái này á, đòi hỏi là người dân phải xây dựng nhà màng. Và đồng thời là chúng tôi sẽ chuyển giao cả cái quy trình từ cái khâu kỹ thuật canh tác, cả cái kỹ thuật sản xuất là chăm sóc cái cây này, thời điểm nào là sẽ giai đoạn cây con và thời điểm nào sẽ can thiệp cái dinh dưỡng và chế độ tưới nước. Như chúng ta hồi xưa là chúng ta tưới nước là có thể là 4-5 giờ chúng ta vẫn tưới, mà nhưng riêng dưa thì chúng ta sẽ khống chế cho nó giai đoạn từ tưới nước sớm. Nói chung là tùy đặc điểm của cây thì chúng tôi sẽ hỗ trợ toàn bộ kỹ thuật, giống như là cầm tay chỉ việc để cho mọi người nắm bắt kỹ
Thì vì cái giá trị của cái dưa lưới này rất là cao và yêu cầu kỹ thuật cũng đòi hỏi cũng cao. Diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp, đòi hỏi cần có những phương pháp canh tác hiệu quả. Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng sản phẩm sạch của người dân ngày càng cao. Do đó, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới được áp dụng rộng rãi nói chung sẽ góp phần thay đổi nhận thức, tư duy, cách nghĩ, cách làm của người dân, giảm mạnh dạn, đột phá trong việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, áp dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất nông nghiệp để nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích theo hướng bền vững. Từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 9, tại tổ hợp nghỉ dưỡng giải trí The Arena Cam Ranh đã diễn ra giải bơi biển quốc tế The Arena Ocean Man Cam Ranh Việt Nam 2023. Giải đấu đã thu hút hơn 800 vận động viên đăng ký tham gia. Các vận động viên tranh tài ở nhiều cự ly và hình thức thi đấu khác nhau như cự ly 10 km, 5 km, sprint 2 km, thi đấu đồng đội tiếp sức 3x800m và Ocean Kid dành cho trẻ em với cự ly 800m. Giải bơi biển quốc tế The Arena Ocean Man Cam Ranh Việt Nam thuộc hệ thống giải Ocean Man, hệ thống giải bơi biển quốc tế lớn nhất thế giới. Việt Nam là quốc gia thứ 27 đăng cai tổ chức. Giải bơi biển quốc tế The Arena Ocean Man Cam Ranh Việt Nam 2023 mong muốn lan tỏa lối sống tích cực, nâng cao sức khỏe, kỹ năng bơi biển đến tất cả người dân. Sự kiện này góp phần lan tỏa thông điệp về tầm quan trọng của bơi lội, là nơi kết nối cộng đồng bơi lội, tạo sự gắn kết giữa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Đồng thời, tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch trên thế giới đến với Cam Ranh Khánh Hòa. Sáng nay tại quảng trường 2 tháng 4 thành phố Nha Trang, hơn 1.300 người lao động đến từ 18 đơn vị thành viên thuộc tổ hợp công ty mẹ, công ty con, tổng công ty Khánh Việt đã tham gia giải chạy Khatoko Race 2023 chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập tổng công ty Khánh Việt Khatoko. Hơn 1.300 vận động viên tranh tài ở cự ly 4 km xuất phát từ quảng trường 2 tháng 4, chạy theo cung đường biển Trần Phú, quay đầu tại ngã ba Trần Phú Nguyễn Bính Khiêm để trở về quảng trường 2 tháng 4. Kết quả 10 vận động viên nam và 10 vận động viên nữ có thành tích xuất sắc nhất được ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích. Giải chạy Khatoko Race 2023 lần đầu tiên được Khatoko tổ chức đã thu hút đông đảo người lao động tham gia, mang đến trải nghiệm thể thao kịch tính, hào hứng, phấn khởi, góp phần thúc đẩy lối sống năng động, tích cực tập luyện thể dục thể thao của người lao động. Qua đó thể hiện tinh thần đoàn kết, nỗ lực và phấn đấu không ngừng của toàn thể người lao động Khatoko trong 40 năm qua. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin thời tiết. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay, hầu hết khu vực trên cả nước có mưa rào và dông rải rác. Riêng khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Đề phòng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Ngoài ra, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 9, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét cấp 1. Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay cho các khu vực như sau. Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 cho đến 34 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 cho đến 34 độ. Thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 cho đến 34 độ. Khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ trong khoảng từ 24 cho đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 21 cho đến 30 độ. Thời tiết Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 cho đến 33 độ. Bản tin dự báo thời tiết trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.